Xin chào quý vị. Dịch vụ kế toán là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Các dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật và tối ưu hóa lợi nhuận. Dưới đây là một số khía cạnh chính của dịch vụ kế toán chúng tôi. Một, ghi nhận và báo cáo tài chính. Ghi nhận giao dịch. Dịch vụ kế toán sẽ giúp ghi nhận mọi giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận và lãi lỗ. Lập báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ được lập ra định kỳ để cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của quý doanh nghiệp. Hai, tư vấn tài chính và thuế. Tư vấn tài chính, các chuyên gia kế toán của đơn vị chúng tôi có thể tư vấn về chiến lược tài chính, giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý. Tư vấn về thuế, dịch vụ kế toán, chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu về thuế, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật và giảm thiểu nghĩa vụ thuế. Về kiểm toán nội bộ, dịch vụ kế toán chúng tôi giúp kiểm tra và đảm bảo rằng các quy trình kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhằm ngăn ngừa gian lận và sai sót tài chính. Về quản lý tiền lương, tính tiền lương và các khoản khấu trừ, dịch vụ kế toán sẽ thực hiện việc tính toán tiền lương cho nhân viên, bao gồm các khoản khấu trừ bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân và các khoản khấu trừ khác. Lập bảng lương, dịch vụ kế toán sẽ lập bảng lương và chuyển khoản lương đến tài khoản của nhân viên đúng hạn. Năm, dịch vụ kế toán quản trị. Phân tích tài chính, các báo cáo phân tích tài chính giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu suất kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược, dự báo tài chính. Dịch vụ kế toán sẽ cung cấp các dự báo tài chính giúp doanh nghiệp lên kế hoạch và chuẩn bị cho tương lai. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi. Một, tiết kiệm thời gian và chi phí. Doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi mà không cần phải lo lắng về các vấn đề tài chính phức tạp. Hai, chuyên môn cao. Các chuyên gia kế toán của chúng tôi có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng các quy định của pháp luật, giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro về mặt pháp lý. Ba, tính minh bạch và độ tin cậy. Dịch vụ kế toán chúng tôi giúp tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính, từ đó nâng cao độ tin cậy của doanh nghiệp đối với các đối tác và nhà đầu tư. Nhờ vào những lợi ích và sự hỗ trợ toàn diện, dịch vụ kế toán đã trở thành một phần không thể thiếu được trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp.